Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội. Thành phố Biên Hòa khởi công công trình chống ngập tại cầu Đồng Khởi. Học sinh chế tạo thiết bị phát hiện người hút thuốc lá điện tử. Phần tin thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU ở Brussels, Bỉ, EU tái khẳng định cách tiếp cận chiến lược nhiều mặt đối với Trung Quốc. Nga tố Mỹ sử dụng hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân để áp đặt quan điểm về trật tự thế giới. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa. Phát biểu trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến cử tri. Các ý kiến này sẽ được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời. Trao đổi với bà con cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định văn hóa là nguồn sống, nguồn động lực phát triển Hà Nội, phải giữ bằng được những di sản văn hóa cha ông để lại. Tổng Bí thư đề nghị các cấp, các ngành thành phố Hà Nội nỗ lực xây dựng thủ đô xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người và nhiều danh hiệu khác nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phải cố gắng làm sao xứng đáng là đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, phải có văn hóa, trình độ, đóng góp rất thiết thực, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Cái gì phải thì nhất quyết bảo vệ. Cái gì không đúng, phải phản đối, phải phê bình. Nếu cần, phải đấu tranh không nhân nhượng. Tổng Bí thư đề nghị mỗi cử tri và người dân thủ đô cũng phải cố gắng, theo tinh thần đó, phải xứng đáng là công dân của thủ đô văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, đóng góp nhiều cho Trung ương, trước hết là phát triển thủ đô. Tin trong tỉnh Đồng Nai, sáng nay thành phố Biên Hòa đã tổ chức lễ khởi công công trình chống ngập tại đường Đồng Khởi, đoạn từ cầu Đồng Khởi đến ngã ba Thiết Giáp thuộc hai phường Tân Phong và Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Tại lễ khởi công, đại diện ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa nhận định khu vực cầu Đồng Khởi đổ về ngã ba Thiết Giáp là điểm ngập nặng nhất của nội ô thành phố Biên Hòa. Do đó, việc khởi công và đẩy nhanh tiến độ công trình thi công tại đây là rất cần thiết. Trong 14 điểm ngập nước khi có mưa tại thành phố Biên Hòa, thì khu vực cầu Đồng Khởi ở đường Đồng Khởi thuộc phường Tân Phong và phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa và giao lộ Đồng Khởi Bùi Trọng Nghĩa phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa là điểm nóng nhất. Tình trạng này đã kéo dài rất nhiều năm và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đơn cử như cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều qua với lượng mưa đo được 83mm, khu vực này đã bị ngập rất nặng. Người dân phải mất cả giờ đồng hồ để chờ nước rút mới dám tiếp tục lưu thông. Để giải quyết tình trạng này, thành phố Biên Hòa đã hoàn tất các thủ tục để khởi công công trình chống ngập. Theo đó, công trình có tổng kinh phí đầu tư trên 23 tỷ đồng với thời gian hoàn thành dự kiến vào cuối tháng 12 này. Công trình đầu tư hai đường cống hợp 2m x 2m, mỗi bên dài 320m kết hợp cống tròn 1,5m với chiều dài 210m để thuận lợi hơn cho việc thu nước. Ban quản lý dự án chúng tôi sẽ cùng với đơn vị thi công để có các biện pháp mà phối hợp và xử lý các cái điểm mà cấp bách nhất trong cái tuyến đường này để làm sao để thu nước và trong cái mùa mưa này giảm một phần, và sau đó chúng tôi sẽ đẩy nhanh cái tiến độ thi công vào những thời điểm phù hợp, phải căn vào thời tiết để là đáp ứng được cái tiến độ sớm nhất để hoàn thành cái dự án. Đã làm những cái phần việc ví dụ như là nạo vét các cái mương cũ, cải tạo các cái hố thu vào cái mương cũ để giảm ngập, sẽ thi công phân luồng thi công theo từng tuyến. Trước mắt là thi công phía bên trái tuyến trước để dẫn dòng thi công và để giảm ngập, sau đó là sẽ thi công các cái tuyến còn lại. Thực tế, nguyên nhân dẫn đến việc nhiều điểm ngập sâu tại thành phố Biên Hòa mỗi khi mưa lớn là do tốc độ đô thị hóa cao, rác thải chưa được thu gom triệt để dẫn đến ứ động ở các hố ga, v.v. Hy vọng với công trình thi công chống ngập này, việc ngập nặng tại đây sẽ được chấm dứt để người dân an tâm hơn.
Cũng trong sáng nay, thành phố Biên Hòa đã tiến hành khởi công công trình hoàn chỉnh trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Theo đó, công trình có tổng mức đầu tư 65 tỷ, trong đó chi phí xây dựng hơn 14 tỷ, gồm 3 tầng lầu với 15 phòng học và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật. Công trình có tổng diện tích xây dựng hơn 1.600 m2 với thời gian hoàn thành dự kiến là vào cuối tháng 12 năm 2023. Theo Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa, phường Trảng Dài đang là địa phương có dân số đông nhất cả nước. Đối với cấp phường với gần 160.000 nhân khẩu, nên tình trạng quá tải học sinh, đặc biệt là cấp tiểu học rất lớn. Việc này đã khiến nhiều trường gặp khó khăn trong việc sắp xếp bố trí các lớp học. Với việc xây dựng công trình hoàn chỉnh trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài hy vọng sẽ góp phần giảm áp lực về cơ sở vật chất cấp tiểu học tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa trong thời gian tới. Sáng nay tại Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình Thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp năm 2023 với sự tham gia của gần 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Qua đó kịp thời hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên thanh niên phát triển các mô hình kinh tế, làm giàu cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển địa phương. Thời gian tới, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế thành công, thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác xã thanh niên làm kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu có mô hình phát triển kinh tế, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023. Trao vốn vay từ nguồn vốn của Quỹ đồng hành với thanh niên tỉnh Đồng Nai cho dự án khởi nghiệp của anh Bùi Ngọc Tuấn, đoàn viên xã Tà Lài, huyện Tân Phú, để tiếp tục sản xuất kinh doanh, đồng thời ra mắt câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp Đồng Nai. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tích cực hưởng ứng chiến dịch ngày thứ 7 phòng chống sốt xuất huyết, sáng nay đúng 7 giờ, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên và người dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Định Quán đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Mỗi đơn vị đã tiến hành quét dọn, phát cỏ, dọn dẹp cảnh quan môi trường cơ quan, công sở, khai thông cống rãnh, xử lý chỗ nước đọng tại các tuyến đường, các khu dân cư. Hoạt động ý nghĩa này cũng nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Định Quán về hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 13. Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023 và triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt lăng quăng trên địa bàn huyện Định Quán. Theo Công an huyện Thống Nhất, cơ quan thường trực tổ công tác đề án 06 huyện Thống Nhất, tính đến 19 giờ tối qua 30 tháng 6, tổng số tài khoản đã kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn huyện là gần 55.000, đạt gần 80%. Trong đó kích hoạt mức 1 là gần 5.100 tài khoản, mức 2 là trên 49.800 tài khoản. Thị trấn Dầu Giây là địa phương đầu tiên của huyện về đích kích hoạt định danh điện tử với gần 8.200 tài khoản đã được kích hoạt, đạt trên 102% chỉ tiêu được giao. Tiếp đến là các xã Gia Tân 2 và Hưng Lộc cùng đạt gần 86% chỉ tiêu. Để phấn đấu đến ngày 10 tháng 7 tới đây, 100% tài khoản định danh của công dân trên địa bàn huyện sẽ được kích hoạt. Các địa phương trong huyện đang tích cực triển khai cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1-2, qua đó góp phần sớm đưa nền tảng số đến người dân thông qua việc cài đặt phần mềm VNEID và kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế đời sống. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa công bố tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm. Trong đó, nhiều số liệu cho thấy dù tình hình kinh tế xã hội 6 tháng qua còn không ít khó khăn, nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực, kỳ vọng những cải thiện tích cực hơn từ nay tới cuối năm. Quý 2 năm nay, tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt 4,14%, cao hơn gần 1 điểm phần trăm so với quý 1. Tính chung 6 tháng qua, con số này đạt 3,72%. Tổng cục Thống kê đánh giá, tuy chưa được như kỳ vọng, nhưng trong bối cảnh thách thức và khó khăn của tình hình thế giới, mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã phản ánh nỗ lực của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Trong đó có những điểm sáng trong bức tranh chung như khu vực nông lâm nghiệp thủy sản, khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ. Quý 2 thì các cái chỉ tiêu cũng đều tích cực hơn so với quý 1 khi mà cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc từ trung ương đến địa phương trong việc là
chúng ta sẽ tháo gỡ những cái khó khăn từ nhỏ cho đến những cái vướng mắc lớn để giải quyết trong các cái luật cũng như là các cái nghị định và hướng dẫn cụ thể để có cái giải pháp kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Trong những lĩnh vực vốn còn nhiều khó khăn như đầu tư trực tiếp nước ngoài, dù tổng vốn FDI vào Việt Nam giảm nhưng vốn đăng ký cấp mới tăng tới hơn 30%. Xuất khẩu sụt giảm mạnh nhưng một số nhóm hàng của Việt Nam vẫn thể hiện ưu thế, cho thấy nỗ lực phát huy thế mạnh và khai thác thị trường mới của Việt Nam. Trong khi đó, số lượng lao động có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm nhẹ. Ta có thể thấy là một số cái thuận lợi. Thứ nhất là về cái môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam thì ổn định, và cái sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là kiểm soát lạm phát cũng là một trong những cái tích cực mà để các nhà đầu tư yên tâm tin tưởng ở Việt Nam. Đấy là một số nhóm hàng thì lại có tín hiệu tăng trưởng dương, ví dụ như cà phê, hạt điều, chè, hàng dệt may và giày dép thì thực sự là đang có tín hiệu là tháng 6 tăng cao so với tháng 5. Trước những khó khăn thách thức của tình hình kinh tế xã hội trên thế giới, dù mức tăng trưởng không cao nhưng Việt Nam đã đảm bảo được các cân đối lớn, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Rất nhiều khó khăn vẫn đang hiện hữu nhưng bằng tất cả nỗ lực, nền kinh tế Việt Nam vẫn kỳ vọng đột phá cho giai đoạn từ nay đến cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ ngành chỉ đạt 27,2%, tương đương 3.225 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có 5 trên 11 bộ ngành có số giải ngân, còn 6 bộ cơ quan trung ương còn lại chưa giải ngân đồng nào. Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá mặc dù có tiến bộ so với năm 2021 và 2022, nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư nguồn vốn nước ngoài vẫn còn chậm. Nguyên nhân là do dự án đã được bố trí vốn, đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng chậm triển khai. Năm 2023, các bộ ngành địa phương được giao trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công tổng vốn trên 700.000 tỷ đồng, tăng 140.000 tỷ so với năm ngoái và 260.000 tỷ đồng so với năm 2021. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 70 triệu lượt khách, trong đó có 5,6 triệu lượt khách quốc tế và 64 triệu lượt khách nội địa. Như vậy, du lịch Việt Nam đã đạt được 70% của mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế của năm nay. Tính riêng trong tháng 6, số lượng khách quốc tế đến nước ta khoảng 975.000 lượt, tăng 6,4% so với tháng 5. Các thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Australia. Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm nay ước đạt 14,5 ngàn tỷ đồng, tăng 65,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 24,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, sản phẩm gỗ. Trong đó, gạo và hạt điều là hai sản phẩm tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Riêng cà phê tuy giảm về khối lượng nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 5,2% nên giá trị xuất khẩu đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3%. Trong nửa đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam khi chiếm 21,4% thị phần, tiếp đến Mỹ chiếm 20,2% và Nhật Bản chiếm 7,7%. Thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai, hoạt động chăn nuôi 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, dịch bệnh trên đối tượng vật nuôi được kiểm soát tốt. Ngành chăn nuôi triển khai các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, góp phần tái đàn có hiệu quả. Công tác kiểm dịch và kiểm soát động vật được kiểm tra chặt chẽ tại các chốt, các cơ sở giết mổ. Riêng tổng đàn heo đến nay toàn tỉnh đạt gần 2,7 triệu con. Trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng đàn heo tăng hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân do các đơn vị chăn nuôi có quy mô vừa và lớn, có đủ điều kiện an toàn, đảm bảo công tác tái đàn, đặc biệt các doanh nghiệp nhà nước đầu tư nước ngoài có quy trình đầu tư khép kín, do chủ động được các khâu như con giống, thức ăn, chuồng trại, công tác phòng chống dịch và bảo đảm được đầu ra sản phẩm nên số heo ở các đơn vị này tăng lên. Dự ước sản lượng thịt heo 6 tháng đầu năm đạt trên 242.000 tấn, tăng 3,58% so cùng kỳ. Theo Nghị định số 27 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản từ ngày 15 tháng 7, trường hợp Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành mức thu phí mới thì tiếp tục thực hiện mức thu phí theo quy định hiện hành của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.
Trường hợp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích thì tiếp tục áp dụng tỷ lệ theo quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trên lĩnh vực y tế giáo dục, Bộ Y tế vừa ký quyết định thành lập 7 đoàn đi kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 6, tháng 7 như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng. Các đoàn sẽ kiểm tra nội dung việc triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2023, công tác chuyên môn về dự phòng, giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng, rửa tay bằng xà phòng, vai trò của chính quyền các cấp, huy động các ban ngành đoàn thể tham gia phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại địa phương, thu dung điều trị, truyền thông và đáp ứng chống dịch. Đoàn sẽ có các đánh giá, nhận định tình hình và đề xuất các giải pháp kiểm soát bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết thời gian tới. Tính đến cuối tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh Đồng Nai có trên 2,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 91,7% dân số toàn tỉnh, đã bao gồm lực lượng vũ trang. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, phấn đấu toàn tỉnh có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93%. Để thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản giao Sở Y tế hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, nghiêm cấm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế dưới mọi hình thức, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận thanh toán chi phí vượt dự toán Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2018 của Việt Nam với số tiền hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, số chi phí vượt dự toán từ năm 2021 trở về trước của tỉnh Đồng Nai chưa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định và quyết toán là hơn 282,6 tỷ đồng. Chi phí chưa được quyết toán rất lớn đã ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở y tế công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay đã công bố đáp án và thang điểm bài thi ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ngữ văn là môn thi có hình thức làm bài tự luận duy nhất tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo các giáo viên, đề thi môn ngữ văn năm nay không quá bất ngờ, có sự phân hóa cao, đảm bảo để phù hợp với mục tiêu tuyển sinh đại học. Dự kiến phổ điểm trung bình từ 6 đến 7 điểm. Cũng như các địa phương khác tại Đồng Nai, ban chấm thi đang tiến hành chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để đảm bảo tiến độ chấm thi, Sở Giáo dục Đào tạo đã huy động 155 cán bộ giáo viên làm công tác chấm thi môn tự luận và 35 cán bộ giáo viên chấm bài trắc nghiệm. Dự kiến công tác chấm thi sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Với sự tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo, nhóm học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị phát hiện người hút thuốc lá điện tử. Mô hình này hứa hẹn sẽ góp phần giảm tình trạng học sinh lén lút sử dụng thuốc lá ngay trong học đường. Năm học 2022-2023, nhóm tác giả thầy và trò trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, Biên Hòa, Đồng Nai thực hiện dự án thiết bị cảnh báo học sinh hút thuốc lá điện tử trong trường học. Chia sẻ về lý do chọn đề tài này, nhóm tác giả cho biết tình trạng hút thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, lứa tuổi học đường đang có chiều hướng gia tăng. Hiện nay, một số loại thuốc lá điện tử có chứa chất gây nghiện đã len lỏi vào trường học, đe dọa đến môi trường và sức khỏe của học sinh. Chính vì đó, nhóm đã có ý tưởng tạo ra thiết bị cảnh báo học sinh hút thuốc lá trong trường học. Thiết bị gồm có hai bộ phận, đó chính là bộ phận cảnh báo và bộ phận tiếp nhận cảnh báo. Bộ phận cảnh báo có thể nhận biết được mùi NH3 và mùi khói, thông gió và gửi cảnh báo đến bộ phận tiếp nhận cảnh báo. Bộ phận tiếp nhận cảnh báo sẽ xử lý tín hiệu cảnh báo, định vị và biên soạn thông tin gửi đến máy tính nhà trường, đồng thời là sẽ gửi thông tin lên Google Sheets và tin nhắn đến thiết bị cá nhân. Thông qua đồ la, các tín hiệu cảnh báo được thu lại và truyền đến FP32. FP32 là một vi điều khiển có khả năng kết nối Wi-Fi. FP32 cho sáng đèn và còi, hiển thị vị trí phát hiện khói trên màn hình LCD. Người giám sát xác nhận bằng cách bấm nút để xác nhận và tắt còi. Vật liệu linh kiện mà các em học sinh sử dụng để làm dự án này bao gồm hộp nhựa hình chữ nhật, cảm biến khói, MQ2, adapter 5V, dây điện, đèn LED. Nếu phát triển và cải tiến một số chi tiết, thiết bị có thể sử dụng trong nhà trường, gia đình hoặc nơi công cộng. Qua cái ý tưởng này, chúng tôi cũng có một cái mong muốn, đó là cái tình trạng khi các em thấy được những cái thiết bị cảnh báo ở trong nhà vệ sinh như vậy, thì các em sẽ ý thức được cái việc hút thuốc lá điện tử.
là không được cho phép ở trong nhà trường, và thứ hai nữa là kể cả ở bên ngoài xã hội cũng vậy. Đây là những cái thiết bị, tuy là hút thuốc lá điện tử ngày nay người ta không cấm, nhưng mà trong khi đó người ta có thể trộn những cái loại chất cấm vào trong tinh dầu, có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các em sau này. Tại trường trung học cơ sở Hồng Văn Thụ chúng tôi á, cái phong trào sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm đều được ban giám hiệu cùng với lại các thầy cô bộ môn, nhất là các cái tổ bộ môn khoa học tự nhiên, và đặc biệt thì năm nay là có sự tham gia của các tổ bộ môn khác như là môn giáo dục thể chất cũng tham gia phối hợp cùng với nhà trường trong cái phong trào đẩy mạnh các cái hoạt động của học sinh, giúp cho học sinh có thêm được nhiều trải nghiệm mới trong nghiên cứu các cái lĩnh vực. Trên thực tế, không chỉ ở các hội thi mà phong trào nghiên cứu sáng tạo của học sinh còn phát triển sôi nổi trong nhiều trường học. Nhiều sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng phương án tính giá mới cho dịch vụ kiểm định theo hướng tính giá ở từng công đoạn kiểm định. Theo lý giải của Cục này thì cách thức này sẽ đảm bảo độ chính xác, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, Cục cũng đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định ô tô thêm từ 30.000 đến 220.000 đồng tùy loại xe và 50.000 đồng phí lập hồ sơ với xe miễn đăng kiểm. Sau khi hơn 1,4 triệu xe từ 9 chỗ trở xuống được giãn chu kỳ kiểm định, đến thời điểm này hầu hết các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc không còn cảnh ùn tắc kéo dài như trước. Trạm đăng kiểm 2903V, trung tâm nội đô của Hà Nội. Nếu như trước kia trung bình trung tâm này kiểm định khoảng 200 lượt xe mỗi ngày, thì nay sụt giảm tới 60% sản lượng. Trung tâm tôi là một trong những cái trung tâm mà kiểm định chủ yếu là xe con. Hiện tại những cái ngày gần đây chúng tôi còn bị sụt đi khoảng 60% sản lượng, cho nên là cái lượng xe bây giờ đến trung tâm là rất ít, rất vắng vẻ. Sau khủng hoảng vừa qua, ngành đăng kiểm đã có các chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Việc đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cũng đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của người dân và chủ phương tiện. Thấy hợp lý, bởi vì là nếu mà xe quay đi quay lại thì sẽ bị nhiều lần, thì sẽ mất rất nhiều thời gian cho những cái lượt xe sau đang chờ đợi, và các cái công sức của nhân viên đăng kiểm. Chủ trương này thì nó hợp lý thôi, tức là tất cả xe trước khi đi đăng kiểm ấy, thì người chủ xe nên mang xe đi kiểm tra kỹ thuật. Khi đăng kiểm nó tránh việc mất thời gian của cả người đăng kiểm và các bộ phận liên quan và những người xếp hàng, nên có một cái chính sách làm sao cho phù hợp để người dân người ta bớt đi những cái khoản chi phí không cần thiết. Theo ý kiến của một số chuyên gia thì từ năm 2013 đến nay, giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thay đổi, trong khi đó lạm phát liên tục tăng cao. Nếu không đảm bảo được thu nhập cho đăng kiểm viên thì việc giữ chân nguồn nhân lực sẽ gặp khó khăn. Bởi vậy, việc thay đổi giá dịch vụ đăng kiểm cũng góp phần hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra. Đề xuất này rất là chính xác và nên được áp dụng càng nhanh càng tốt để giúp cho các đăng kiểm viên trên toàn đất nước chúng ta được sớm hưởng cái chính sách này để có cái sự ổn định về mặt tâm lý cũng như là đời sống. Tuy nhiên rằng là trong cái vấn đề áp dụng thì chúng tôi cũng đề xuất thêm một cái là chính phủ nhà nước cũng cần quan tâm hơn nữa đến cái lợi ích và đến những cái chi phí cũng như là cái chính sách làm sao nó hợp lý. Đặc biệt là đăng kiểm viên chúng ta bây giờ là những người được đào tạo rất bài bản mà phải có những thời gian lâu, phải có những kiến thức rất nhiều, là kỹ sư cơ khí rồi là chúng ta phải qua lớp đào tạo rồi là phải thực tập một năm mới thành ra là kỹ sư, thế là đăng kiểm viên. Thế rõ ràng là chúng ta phải có những cái mức giá thích hợp nào đó. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta để rằng lương người ta cũng thấp như những cái người mà vừa mới ra trường thì cái đấy cũng không hợp lý. Tuy nhiên hiện các doanh nghiệp vận tải đang phải gánh rất nhiều chi phí để vận hành xe trên đường. Do đó cũng cần tính toán mức phí hợp lý, tránh gây áp lực cho các doanh nghiệp có lượng xe lớn với những phương án tính giá hài hòa, hợp lý. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra gần 5.000 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 2.800 người thiệt mạng và gần 3.500 người bị thương. Bình quân mỗi ngày cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm gần 13%, số người thiệt mạng giảm 13,5%, nhưng số người bị thương tăng 2,3%. Tính riêng tháng 6, số vụ tai nạn giao thông tăng 17,7% so với tháng trước.
Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do thiếu quan sát, lái xe quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi lái xe. Thưa quý vị, thời gian qua, tổ chức theo dõi nhân quyền HRVK đã nhiều lần đưa ra những thông tin sai trái, bịa đặt nhằm phủ nhận thành quả bôi nhọ bức tranh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Các luận điệu vu cáo cũ mềm của HRVK vẫn gia tăng và ngày càng tùy tiện. Mỗi người dân, cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo, cảnh giác trước những chiêu trò của các thế lực, đối tượng thiếu thiện chí đi ngược lại thực tế bằng những dụng ý xấu. Do bị chi phối bởi nguồn kinh phí hoạt động nên dễ hiểu là các phúc trình về nhân quyền của tổ chức này thường sai sự thật, thiên vị, mang màu sắc chính trị và chủ quan áp đặt. Do đó, các cáo buộc của HRVK gây ra phản ứng tiêu cực tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sau mỗi cáo buộc, tổ chức này thường bị phản ứng tức thì, bị chỉ trích chịu quá nhiều tác động bởi các nước phương Tây, thường xuyên lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Thực tế đó cho thấy, mặc dù mang danh nghĩa là tổ chức hoạt động về nhân quyền, nhưng hoạt động của HRVK đều thể hiện ý đồ, động cơ chính trị. Nhìn vào các hoạt động của tổ chức này cho thấy sự bất hợp lý và ý đồ bôi nhọ, hạ uy tín hình ảnh của Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Một tổ chức không hiện diện ở Việt Nam, không nắm được tình hình thực tiễn nhân quyền ở Việt Nam, song lại tự cho mình quyền phán xét về nhân quyền. Riêng điểm này đã thấy sự suy diễn áp đặt từ các thông tin mà tổ chức này công bố và nguồn thông tin HRVK có được thực chất là do các tổ chức cá nhân chống phá Việt Nam ngụy tạo, cung cấp nhằm tạo cớ bôi nhọ chống phá. Tuy nhiên, sự ghi nhận quốc tế trong nỗ lực đảm bảo nhân quyền của Việt Nam là vũ khí đanh thép phản bác lại những thông tin sai trái mà HRVK rêu rao. Tính đến hết năm 2022, Việt Nam đã phê chuẩn gia nhập 7 trên 9 công ước cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người, phê chuẩn gia nhập 25 công ước của ILO, trong đó có 7 trên 8 công ước cơ bản. Các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, chúng ta đều cam kết thực hiện và coi đó là trách nhiệm chính trị, pháp lý của nhà nước. Điều này là quan điểm nhất quán xuyên suốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Đó là coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền con người và lợi ích hợp pháp chính đáng của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết. Cùng với việc tích cực tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người, nhà nước Việt Nam đã nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia, trong đó tích cực nội luật hóa các nguyên tắc tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người, bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế. Hiến pháp năm 2013 là đỉnh cao của hoạt động lập hiến về quyền con người khi dành trọn vẹn 36 điều trong tổng số 120 điều để quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân cùng với các luật, bộ luật được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tôn trọng, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Một trong những thành tựu nổi bật về nhân quyền là Việt Nam đã quan tâm thúc đẩy, bảo vệ, bảo đảm các quyền cơ bản cho nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội. Đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành hơn 100 chính sách liên quan đến việc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống và bảo đảm an sinh cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ một nước lạc hậu không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã trở thành một quốc gia hòa bình, độc lập, được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những nước tiên phong và là điểm sáng về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Lá phiếu của mỗi quốc gia bầu chọn Việt Nam là một trong những minh chứng rõ ràng nhất và là sự khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam đối với quốc tế trong đảm bảo quyền con người. Vì vậy, dù tổ chức HRVK hay bất cứ ai có hành động vu cáo Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền, thì chính những thành tựu mà Đảng và nhà nước ta làm được đã cứng rắn bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc đó. Và đến đây chương trình Thời sự tối xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.